Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời với kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Đến giờ fan mới được chiêm ngưỡng Lisa tập nhảy trên nền nhạc City Girl sau nửa năm video Lily phim 4 lên sóng. Rộ tin đồn BTS sẽ hợp tác với Ariana Grande. Tân binh aespa bị lộ sản phẩm âm nhạc mới. Fan bấn loạn trước màn tương tác đỉnh cao giữa Yoon-ho và Seulgi. Sau 8 năm chờ đợi, Seungyoon của Winner sẽ có sản phẩm solo mới. Hwina tiếp tục chơi lớn khi spoil từ MV tới vũ đạo và cả đoạn rap của ca khúc mới khiến fan phấn khích. Và sau đây là nội dung chi tiết. Đến giờ, fan mới được chiêm ngưỡng Lisa tập nhảy trên nền nhạc City Girl sau nửa năm video Lily phim 4 lên sóng. Loạt video nhảy cover là đặc sản trên kênh YouTube của Lisa, tuy nhiên lần cuối cô nàng khoe kỹ năng vũ đạo đã là từ tháng 7 năm 2020, qua sản phẩm mang tên Lily phim 4. Em út Blackpink đã hóa thành cô nàng hip hop cực ngầu thể hiện vũ đạo theo phong cách đường phố trên nền nhạc ca khúc City Girl của Chris Brown. Tới giờ, Lily phim 4 đã đạt 26 triệu view, thế nhưng fan phải chờ đến nửa năm mà vẫn chưa thấy Lisa tung video cover mới. Như hiểu tiếng lòng người hâm mộ, biên đạo Jessa, người đồng hành với main dancer Blackpink qua nhiều thước phim vũ đạo đã bất ngờ đăng video nữ idol nhảy trong phòng tập lên Instagram cá nhân vào giữa đêm ngày 21 tháng 1, làm các fan được một phen nháo nhào. Tuy nhiên, ai tưởng video Lisa khoe vũ đạo mới hẳn là được fan mừng hụt. Đây chỉ là phiên bản tập nhảy của Lily phim 4, được biên đạo Jessa đăng tải như món quà tặng những người ủng hộ loạt video cover nhảy của họ suốt thời gian vừa qua. Không hổ danh là vũ công chính của Blackpink, dù Lisa chỉ ăn mặc đơn giản, bối cảnh phòng tập cũng chẳng hoành tráng như ở phim trường, nhưng cô nàng vẫn mê hoặc người xem bằng những động tác mạnh mẽ và dứt khoát, biểu cảm cool ngầu đúng chất hip hop girl. Đến giữa video, nữ idol người Thái còn vén áo khoe vòng eo thon gọn khiến fan mất máu vì vừa ngầu và vừa quyến rũ. Lâu lắm mới được xem Lisa nhảy, nên dù người hâm mộ biết đây chỉ là video cũ, họ vẫn đón nhận hết sức nhiệt tình. Thậm chí có người còn đánh giá video tập nhảy của Lisa xịn chẳng kém bản chính thức trong Lily phim 4 là bao. Điều này khiến fan hóng video cover thứ 5 của cô nàng, dù chưa biết đến bao giờ em út Blackpink mới ấn định ngày lên sóng. Rộ tin đồn BTS sẽ hợp tác với Ariana Grande. Mới đây, một nguồn tin đã tiết lộ BTS sẽ có cơ hội hợp tác với nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande trong sản phẩm âm nhạc sắp tới. Cụ thể, theo những người hâm mộ chia sẻ, một người từng tiết lộ rất nhiều thông tin chính xác trong quá khứ đã ám chỉ rằng chủ nhân bản hit Thank You Snake sẽ hợp tác với 7 chàng trai nhà Big Hit và ca khúc của cả hai sẽ được phát hành trong năm 2021 này. Được biết, nguồn tin này trước đó đã dự đoán chính xác bản phối lại ca khúc Blinding Light của The Weeknd của Ariana Grande cùng với Doja Cat, MV mới của Katy Perry và album mới nhất của Jay. Vì vậy, người hâm mộ đang mong đợi tin đồn mới về BTS cũng chính xác. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì xác nhận được ở thời điểm này. Trước mắt, BTS sẽ giới thiệu tới khán giả B, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 2 tới. Đây là phiên bản vật lý thứ 2 cho album mới nhất của nhóm, có giá rẻ hơn so với phiên bản trước đây, với rất nhiều ưu đãi vô cùng đặc biệt. Tân binh aespa bị lộ sản phẩm âm nhạc mới. Mới đây, Sonic Career Mastering Studio, một studio thường xuyên làm việc với các nghệ sĩ của SM, đã tiết lộ sản phẩm âm nhạc sắp phát hành của aespa trên tài khoản Instagram cá nhân. Họ viết aespa New Single Forever. Đây rất có thể là dấu hiệu cho thấy tân binh sẽ sớm comeback trong thời gian tới. Người hâm mộ vừa hoang mang nhưng cũng vừa vui mừng vì tin tức bất ngờ trên. Tuy nhiên, có vẻ như thông tin này đã bị nhầm lẫn hoặc chưa được phép tiết lộ, nên Sonic Career đã nhanh chóng xóa bài đăng về aespa. Theo nhiều người dự đoán, bài hát sẽ thuộc dự án SM Tower Winter Station vì trong đó có một đĩa đơn có tên là Forever. Được biết, aespa chính thức ra mắt với khán giả trên toàn cầu ngày 17 tháng 11 năm 2020 vừa qua với đĩa đơn Black Mamba. Từ thời điểm đó, nhóm nhạc nữ này đã tập trung quảng bá ca khúc mới trên các chương trình âm nhạc cuối tuần, các lễ trao giải, v.v. Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ màn trở lại tiếp theo của bốn cô gái nhà SM. Fan bấn loạn trước màn tương tác đỉnh cao giữa Yoon-ho và Seulgi. Là một idol kỳ cựu từ đầu Gen 2, Yoon-ho vẫn chăm chỉ ra các sản phẩm âm nhạc mới và nhận được sự chú ý của fan hâm mộ. Vừa phát hành MV Thank You, anh chàng tiếp tục khiến fan dậy sóng khi tung những hình ảnh cùng đàn em Seulgi của Red Velvet. Cụ thể mới đây, những hình ảnh kết hợp của bộ đôi SM đã khiến fan hâm mộ thực sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên cặp đôi tiền bối hậu bối có màn kết hợp với nhau.
Được biết, những hình ảnh này nằm trong teaser mini album Noi của Yoon-ho. Có thể dễ dàng nhận thấy bộ ảnh này được lấy cảm hứng từ poster của các bộ phim. Theo đó, Yoon-ho và Seulgi sẽ hợp tác với nhau trong MV thứ 3 của Noi mang tên Ini Mini. Với những hình ảnh đậm chất vintage và điện ảnh, các fan hâm mộ càng thêm mong chờ màn kết hợp này từ bộ đôi nhà SM. Ini Mini sẽ chính thức được phát hành vào ngày 25 tháng 1 tới. Cư dân mạng cũng để lại những bình luận khen ngợi hết lời trước màn kết hợp ăn ý này. Sau 8 năm chờ đợi, Seungyoon của Winner sẽ có sản phẩm solo mới. Ngày 20 tháng 1, Kang Seungyoon đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội cùng với lời nhắn See you soon. Điều này khiến người hâm mộ dự đoán có vẻ như trưởng nhóm Winner đang chuẩn bị cho màn trở lại với một ca khúc tách lẻ vô cùng đặc biệt. Rất có thể nam ca sĩ đang tập trung vào khâu cuối cùng trong album solo của mình với mục tiêu phát hành nó vào nửa đầu năm nay. Mặc dù được lên kế hoạch ra mắt vào năm ngoái, album của Seungyoon đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Sau đó, một lần nữa màn trở lại này tiếp tục bị dời lại do các hoạt động của nam ca sĩ trên chương trình thực tế của đài MBC King of Mask Singer và các dự án phim truyền hình đình đám của Kairos. Được biết, lần trở lại và phát hành một số sản phẩm solo gần nhất của Kang Seungyoon là từ tháng 6 năm 2013. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong đợi anh chàng sẽ tiếp tục được tỏa sáng với một ca khúc đĩa đơn trong thời gian sắp tới. Cũng trong thời gian gần đây, Kang Seungyoon và một thành viên khác của Winner là Song Min-ho đang kết hợp trong chương trình thực tế du lịch Winner Vacation Bellboy. Cùng chờ đợi sản phẩm âm nhạc solo của Seungyoon nhé! Hyuna tiếp tục chơi lớn khi spoil từ MV tới cả vũ đạo và cả đoạn drop của ca khúc mới khiến fan phấn khích. Vừa xác nhận comeback chưa lâu, Hyuna đã khiến các fan chảy mồ hôi hột khi liên tục thả thính nội dung của ca khúc mới. Phải chăng cô nàng đang muốn lên ngôi bà tổ ngành spoil của K-pop? Trong khi các fan còn đang phấn khích với teaser photo cùng tracklist của mini album thứ 7, Hyuna đã vội vàng thả thính nguyên đoạn drop của ca khúc mới. Không những vậy, qua đoạn spoil, các fan hâm mộ còn được thưởng thức cả một đoạn MV cũng như vũ đạo của bài hát. Được biết, ca khúc chủ đề mang tên I'm Not Cool và đây cũng chính là tiêu đề của mini album lần này. Dù chỉ spoil một đoạn ngắn trong MV, nhưng với tông màu rực rỡ và nhiều hoa lá, Hyuna khiến nhiều người liên tưởng đến Flower Shower được phát hành từ tháng 11 năm 2019 của mình. Liệu MV lần này của cô nàng có gây được bất ngờ tới khán giả và các fan hâm mộ? Cùng giai điệu sôi động và bắt tai, các fan hy vọng rằng Hyuna sẽ mang lại đến nhiều hứa hẹn trong lần trở lại này. Đây không phải lần đầu tiên Hyuna thả thính về ca khúc mới. Trước đó cô nàng cũng từng khiến fan bấn loạn khi đăng tải những đoạn clip vũ đạo trên trang cá nhân của mình. Dường như hơn ai hết, Hyuna cũng rất nóng lòng với màn comeback của mình. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì lý do sức khỏe của cô nàng không được ổn định mà cô nàng đã tạm ngưng hoạt động của mình trong một thời gian. Có lẽ giống như các fan, Hyuna cũng rất nhớ sân khấu và fan hâm mộ của mình. Với tiêu đề I'm Not Cool, mini album thứ 7 của Hyuna sẽ chính thức ra lò vào ngày 28 tháng 1. Đặc biệt hơn hẳn là trong album lần này, cô nàng sẽ có một ca khúc kết hợp cùng với Raw, bạn trai của mình. Với những tiết lộ của Hyuna, các fan hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để chờ đón sự trở lại của cô nàng lắm chiêu này. Những thông tin trên đã khép lại chuyên mục tin tức tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày từ Knew 24h nhé. Và cũng đừng quên để lại quan điểm của mình bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.